tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam. Cha của ông là một mục sư Tin Lành. Ông đã từng bị giam giữ và tra tấn dã man trong 4 ngày vì đòi công lý và tự do tôn giáo cho người thượng khi còn là học sinh. Năm 2012, ông bị công an tỉnh Đắk Lắk bắt giam 5 tháng để điều tra. Năm 2013, ông lại bị giam giữ vì sinh hoạt hội Thánh Tư Gia với cáo buộc là phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc. Sau khi tham gia khóa đào tạo xã hội dân sự do BPSOS tổ chức tại Thái Lan năm 2016, trong chuyến trở về Việt Nam, công an đã tạm giữ ông tại cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh và ra lệnh cấm xuất cảnh. Khi về đến nhà, ông đã bị thẩm vấn trong 7 ngày tại đồn công an huyện. Trong gần 2 năm, công an liên tục thẩm vấn và ngăn cản ông sinh hoạt tôn giáo với Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ với lý do hội thánh này chưa được đăng ký. Sau khi bỏ quê nhà để tị nạn vào năm 2018 vì bị truy nã, ông và một số người thượng tị nạn ở Thái Lan đã thành lập tổ chức Người Thượng Vì Công Lý để giúp đào tạo người thượng ở Việt Nam về luật pháp Việt Nam và quốc tế, xã hội dân sự, nghĩa vụ của Việt Nam đối với các giao ước và công ước quốc tế, cũng như cách thu thập thông tin và viết báo cáo về những đàn áp tôn giáo tại Tây Nguyên để nộp cho Liên Hợp Quốc và quốc tế. Xin mời ông Matthew Y. Quỳnh buôn đáp. Tôi xin chào ban tổ chức và kính chào tất cả mọi người đang theo dõi buổi hội luận về đạo Tin Lành người Tây Nguyên tối hôm nay. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Y Quỳnh Buôn Đáp, tên thường gọi là Matthew Buôn Đáp, trú tại Buôn Ea Dông A, xã Ea Dông, huyện Krông Pát, tỉnh Đắk Lắk, là điệp viên của nhóm Người Thượng Vì Công Lý và bây giờ tôi đang tị nạn tại Thái Lan. Sau đây tôi xin trình bày về những hoạt động của nhóm Người Thượng Vì Công Lý MSFJ. Những năm gần đây, vì không hoàn toàn áp chế được các tổ chức Cơ Đốc giáo độc lập, chính quyền Việt Nam đã phát động nhiều phong trào sách nhiễu, đe dọa, tuyên truyền nhằm xóa bỏ các nhóm Tin Lành độc lập sinh hoạt tại Tư Gia và ép buộc họ gia nhập vào các hệ phái do chính quyền thành lập và kiểm soát. Nhằm bảo vệ tự do tôn giáo, vào tháng 7 năm 2019, Tổ chức Người Thượng Vì Công Lý Montana Stand for Justice MSFJ được 3 người thượng tị nạn tại Thái Lan thành lập. Thời gian sau đó, tổ chức được mở rộng với sự tham gia của hơn 50 thành viên đang hoạt động tại Thái Lan, Việt Nam và Hoa Kỳ. Sau đây tôi xin nói về chương trình và hoạt động của nhóm Người Thượng Vì Công Lý. Đã kết nối gần 90 cộng đồng Tây Nguyên tại các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum và Phú Yên. Sau đây thì mời quý vị xem cái bản đồ chống trên đây về phân loại. Xin mời ban tổ chức có thể chiếu bản đồ ạ. Về phân loại thì có hai thành phần, đó là màu đậm là trong mạng lưới và màu nhạt là đã liên hệ. Và màu đậm đó là các cộng đồng đã tham gia họp thường xuyên hàng tuần và màu nhạt là các cộng đồng chưa hoặc lâu lâu mới vào họp với chúng tôi một lần. Có thành viên nhóm lõi ở trong nước tiếp cận với các cộng đồng bị đàn áp sách nhiễu. Sau khi tiếp cận mỗi cộng đồng, chúng tôi hướng dẫn cách sử dụng điện thoại thông minh, máy vi tính, bảo mật thông tin, an toàn mạng, thu thập thông tin về các vụ vi phạm do tôn giáo, tự do tôn giáo để viết báo cáo thô, v.v. Nhờ vậy, họ có thể báo cáo kịp thời những vụ việc bị đàn áp sách nhiễu để chúng tôi nhờ nhóm tình nguyện viên tại Hoa Kỳ dịch sang tiếng Anh, rồi gửi cho Liên Hợp Quốc và chính quyền những nước quan tâm đến tự do tôn giáo tại Việt Nam, kể cả phái bộ ngoại giao của họ tại Việt Nam. Số học viên tham gia các khóa học về xã hội dân sự, tự do tôn giáo, công ước quốc tế, luật Việt Nam, cách viết báo cáo theo tiêu chuẩn quốc tế gia tăng mỗi năm và đến nay có hơn 60 người tham gia các khóa học
họ đến từ nhiều cộng đồng sắc tộc khác nhau trong nước và Thái Lan. Năm 2022 có gần 100 người ghi danh theo họ. Từ năm 2019 đến nay đã gửi cho báo cáo viên đặc biệt về tự do tôn giáo Liên Hiệp Quốc 92 bản báo cáo được dịch sang tiếng Anh. Năm 2019 có 19 bản báo cáo. Năm 2020 58 bản báo cáo. Năm 2021 15 bản báo cáo. Nhóm người thường vì công lý có 3 trang Facebook. Tiếng Việt có 2.111 người theo dõi. Tiếng ED có 2.616 người theo dõi. Tiếng Anh có 1.329 người theo dõi và một trang YouTube là 560 người theo dõi. Các phương tiện truyền thông nay được dùng trong việc thông báo khẩn cấp và yêu cầu quốc tế can thiệp cho 10 trường hợp nạn nhân bị ép buộc đến đồn công an để họ tra hỏi. Nhóm người thường vì công lý đã sắp xếp hai buổi gặp mặt tại Đắk Lắk và Lâm Đồng giữa nhiều cựu tù nhân lương tâm người Tây Nguyên với các quan chức ngoại giao của Hoa Kỳ và Anh Quốc trong năm 2020 và năm 2021. Trong 3 năm tới, nhiều cộng đồng tin lành Tây Nguyên sẽ gia tăng việc tiếp xúc với đại sứ quán và lãnh sự quán và nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế nằm trong những quốc gia trong liên minh phát huy tự do tôn giáo toàn cầu do chính phủ Hoa Kỳ khởi xướng vào năm 2019. Tôi xin hết phần trình bày về những hoạt động của nhóm người thường vì công lý. Vâng, cảm ơn ông Matthew Bôn Đáp. Có lẽ có một trục trặc kỹ thuật là chưa chiếu được cái bản đồ đó. Thì tí nữa chúng tôi sẽ quay trở lại. Sau khi mà ban tổ chức cho xác nhận rằng đã trình chiếu được, thì lại xin mời ông Y Quynh Bôn Đáp quay trở lại để mà trình bày cái bản đồ. Nhân thể ông Y Quynh Bôn Đáp nhắc tới cái việc là một số giới chức viên chức của các tòa đại sứ và tổng lãnh sự ngoại quốc đã đến vùng Tây Nguyên, thì tôi cũng thông báo luôn là cách đây 2 tuần thì đại sứ Anh Quốc đã đến Đắk Lắk để mà nói chuyện với chính quyền tỉnh Đắk Lắk về tình trạng của những người Tây Nguyên và những người Hmông theo đạo Tin Lành. Vào cách đây 2 hôm thì bà tổng lãnh sự, cô tổng lãnh sự Đức ở tại Sài Gòn đã đến Kon Tum cũng để trình trình bày và nói chuyện với lại chính quyền tỉnh Kon Tum về tình trạng của những người Tây Nguyên ở tại tỉnh này. Đấy là những cái dấu hiệu rất tốt. Vâng, chúng